Hôm nay là mùng 10 tháng 3 này, em quay trả hàng hai máy cho hai bác khách quen nha. Đấy, con máy này thì anh Quân ở Nam Định. Anh chưa anh lấy một con rồi, lấy con thứ hai này. Và con máy này thì về tiền Hải Thái Bình này. Đấy. Thì anh Công cho anh mua con máy này ok, từ đây anh giới thiệu cho bạn của anh đây. Nam Hà tiền Hải Thái Bình anh em nhé. Đây là con máy 16 phép này. Đấy, nó pick 3 chế độ. Đấy. Đây là máy hai cơ 24/7/18. Bây giờ em test cho các bác anh em xem nhé, cho anh Quân xem này. Đây nguồn thì em cấp nguồn này, hơn này, dương này. Đấy. Thì máy cơ thì đều có băm chung chỉnh tần số đầy đủ anh em nhé. Đây là chiếc áp mạnh yếu này, thì đây em đánh dấu này, anh em đánh rô phi này, chê chép trong khoảng tầm này, tầm khoảng 10 giờ theo được kim đồng hồ. Đây bấm xung em đánh dấu trắng lên này, để tao này bấm đẹp nhất để không tắt bật bật tắt bấm xung. Đây này đánh đi này em, các bác nghe nghe tiếng máy em đánh ok không nhá. Đây các bác nhá, hai chữ D bấm xung này, nhanh quá tầm này này rồi. Tất cả những dòng máy cơ máy điện tử em đều bao đô phi cho các bác nhé. Đấy, con này là chuyên bộ này, đấy đây có bao đây, cái gì bom chung này. Đây cái nút này chỉ bấm lên chậm này, chậm này, nhanh quá này, tầm này nó vừa thôi. Ở đây mình chép mạnh yếu này. Đấy, bây giờ em test cầm máy thứ hai nhé, 16 phép này, cho anh Thạo ở Nam Hà tiền Hải Thái Bình. Đấy. Để em cấp nguồn cho nó này. Đấy, em quay qua con máy chút nhé. Đây này anh em này. Đây. Đấy, máy thì rất gọn gàng thôi, không có rầm rà gì đâu. Đây. Đấy, bảo vệ quạt đầy đủ anh em nhé, để tránh cỏ cây hay là gì nữa nó bay vào máy. Giờ em test cho các bác xem này, máy sẽ quét này. Đấy, em đây cặp bóng điện nhá, tải bóng 900W nhá. Đây các bạn, đây thì có nhá, có máy thì có 3 chế độ anh em nhá. Đây. 3 chế độ, một gạt sang phải là gạt trắng này, gạt thẳng đánh nền này và gạt sang trái là tổng hợp này. Thì đối với cái dòng máy này thì các bác đánh cả rô phi cả chê chép nóc thì bác cứ gạt sang bên tổng hợp kia. Đây có đây là volume mạnh yếu này, thì cũng dao động từ 9 giờ đến 11 giờ. Nước cạn bạn nhỏ xuống 8 đến 9 giờ thôi. Vừa lên điện cá nổi đẹp. Đây em test cho các bác xem nhá. Đây bóng này. À đây có này cơ mà, quên lấy có máy khác, đây có đây cơ. Mà. Đây các bác này. Đấy, đây nha. Đây máy rất khỏe anh em nhé, tải 900W thì áp vào 180V. Đầu ra. Đây em bật sang chế độ đánh nỉ này, nỉ thì các bác gạt phải thẳng nha và chiếc áp vẫn ngược xuống là to nhá. Đấy, đây. À, các bác vặn xuôi này là nhỏ, nó trái ngược chế độ băm, hai chế độ băm thì vặn xuôi là to. Đấy. Đấy, các bác nghe tiếng máy đây nha. Đấy, rất khỏe luôn. Bây giờ em đo cho các bác xem nhé. Đo chế độ em tải 1000W còn 30V, đó trực tiếp áp tín tụ luôn. Đấy. À, chăm sóc ở chế độ nì nhé, chế độ đấy, tần số cao này, vặn hết trên am này. Đây nha bác nhá, vận tải bóng nhá. Em test cho các bác xem này. Áp đầu ra trên tụ nhá. Tải 1000W thì còn bao nhiêu vô. Đây các bác nhá, còn 180V. Đấy. Máy rất khỏe luôn. Đấy, bây giờ em đây. Và gạt chế độ đây là chế độ nì trước đi. Đây các bác này. Đây nhá. Đấy. Các bác đánh cái nước này, máy này đánh ngọt độc.
ngọt trong và nước hèn nhẹ rất ok luôn. Và đây gặp sang chế độ cà trắng này, chút nhá. Tiếng máy thì nghe nó đầm nó êm hơn so với cái tiếng máy đánh tổng hợp. Và thiên về con rô phi, còn tiếng máy này thì nóc chê chắc rất ok. Rô phi chết bình thường nhưng nó hơi đảo một chút các bác nhá. Đấy. Còn chế độ tổng hợp thì rô phi chết tươi thôi. Bản sáu phép thì anh nuôi em nhé, tuyên truyền một vợt anh em nhé. Con này chuyên đánh bộ này, con này tuyên truyền ngọt truyền nhẹ ok. Đấy. Máy rất mát luôn, cực mát luôn, không nóng máy đâu anh em nhé, mát rượi luôn. Thì đây thì cũng còn một số máy đây, anh em đặt đâu ra thì đấy được, thì chúng giao kịp anh em. Đây đây nè, 8 phen này, con này 24 phen này, con này 36 phen Việt Nam này, con này 24 phen này. Ở đây thì còn một số máy thôi anh ạ, máy anh em đặt đến đâu thì giáp đến đấy thì không giáp kịp. Đây chỉ còn mấy con này, con này thì 12 phen này thì anh khách Hà Nam này hiện nay xuống đấy đây, đều nó bom pick 3 chế độ hết anh em nhé. Đây còn mấy con này, 12 này. Con này 24 này, con này 2 Việt Nam này, thêm này cá trắng này. Máy cơ thì cũng còn chỉ còn vài máy thôi. Anh em mà cần tư vấn về máy nhé, hay nâng cấp gì thì cứ liên hệ mình. Máy thích chạy 12V có, chạy 24V có. Tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Chào tất cả anh em, chào tất cả các bác nhé.